Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Huy Cây Cuối Cùng Mờ Bếp nha. Hôm nay Huy Cuối sẽ giới thiệu tới cả nhà một món ăn rất đặc biệt, đó là món hải sản nướng sốt sa tế Hàn Quốc. Đó, với vô số các loại hải sản như tôm, mực tuộc, mực sò, ốc hương này nọ đó, rất nhiều nha. Cùng sốt sa tế thơm lừng. Ngoài ra sẽ có ăn kèm với nấm nè, khoai lang nè, các loại rau các bạn, rất thơm và ngon nha cả nhà ơi. Rồi chúng ta cùng vào bếp nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ có là nước đường đặc các bạn nha. Đó, mình sẽ có là khoảng 70g. Rồi, cùng với ớt bột quốc là khoảng 3g. Cùng với bột hạt nêm là khoảng 2g. Ngoài ra sẽ có dầu ô liu là 20ml các bạn nha. Và tương và gừng các bạn, gừng mình nó băm nhỏ các bạn là khoảng 2-3g. Ngoài ra sẽ có tỏi băm các bạn nha là khoảng 30g. Và bột nêm bò Hàn Quốc nó rất thơm và ngon là 3g các bạn nha. Và tiêu là mình sử dụng là 1g, cùng với đường là mình sử dụng là khoảng cỡ 20-25g. Ngoài ra sẽ có là dầu mè là phải sử dụng khoảng 30ml các bạn nha. Và nước tương ớt Hàn Quốc các bạn là 100g. Và nước đường, nước tương nấu các bạn, nước tương Hàn Quốc đó là 25ml, cùng với rượu vang đỏ là 15ml. Và sốt ớt Tabasco là 4ml các bạn nha. Và nước ngọt mình sử dụng khoảng 20-25ml. Và rượu Homelin mình sử dụng khoảng cỡ 10ml các bạn nha. Rồi, đầu tiên thì mình chỉ việc trộn hết toàn bộ nguyên liệu này vào chung với nhau các bạn nha. Các bạn có thể nếu mà muốn mà dụ số mình dùng không hết đó, thì các bạn nên nấu nha. Nấu xong mình sẽ dùng lâu hơn. Còn nếu mà các bạn mình sử dụng hết luôn thì các bạn có khỏi nấu được. Mình sẽ trộn chung và mình sẽ đem nướng. Thì lúc mà ngâm á, các bạn trộn với hải sản á, các bạn để khoảng cỡ 1-2 tiếng á, cho cái sốt mà thấm vô thì sẽ nướng sẽ thơm và ngon hơn các bạn nha. Rồi, đầu tiên thì mình chỉ việc trộn hết nguyên liệu vào chung với nhau thôi, nó đơn giản như cả nhà ơi. Đó, cho tất cả nguyên liệu vào nhau. Bạn thấy không, rất là nhiều loại gia vị nha, nhưng mà rất là thơm và ngon nha. Đó, có nước ngọt nè, có rượu nè, thấy không? Tương nè, bột nêm bò nè, thấy không? Rất là nhiều gia vị của Hàn Quốc mà nhiều gia vị mà những nguyên liệu mà công dụng mình thấy hàng ngày các bạn, như rượu nó ngọt mà thấy không, giữa cái độ thơm và cái độ ngọt nữa các bạn thấy không, khi mình nướng rất là ngon các bạn, tuyệt vời. Có nhà nước đường nữa các bạn thấy không, nước đường cũng không có được bắp á, trộn rất là thơm và ngọt nha. Ok, và mình đã chuẩn bị sẵn một thao inox đầy đủ các loại hải sản các bạn thấy không? Đó, tôm, mực, bạch tuộc nè, đó, ốc hương nè, sò thấy không? Đủ luôn cơ sổ hết đó bạn, rồi đầy đủ luôn thấy không? Đó, rất là tươi và thơm và ngon nha. Rồi bây giờ mình cần sốt mình đã khuấy đều các bạn, bây giờ mình chỉ việc trộn sốt này chung với hải sản rồi mình sẽ ướp khoảng 2-3 tiếng các bạn nha. Đó, cho thấm gia vị là bắt đầu mình chuẩn bị mình nước thôi. Đơn giản như cả nhà. Và nguyên liệu để nướng đã có đầy đủ các bạn, đó là hải sản mình đã trộn với sốt sa tế và mình đã ướp 2-3 tiếng rồi cho qua đó. Mình chuẩn bị thêm phần khoai lang nướng cùng với nấm nướng các bạn nha. Đó,
với hải sản rất là tuyệt vời luôn các bạn. Đó, rồi mình đã chuẩn bị một cái vỉ nướng điện, các bạn hãy nướng than hoặc nướng lò cũng được nha, cái nào cũng được, cái nào cũng thơm ngon hết các bạn ơi. Rồi mình chỉ cho hải sản lên là mình chuẩn bị nướng thôi, là mình chuẩn bị thưởng thức với cả nhà nha, rất là nhanh luôn, gọn rồi luôn. Ok, và chúng cùng chúng ta đã có một dĩa đầy đủ các loại hải sản rất thơm và ngon nè. Tôm sú nướng nè, sa tế, bạch tuộc mực nướng sa tế, sò, ốc hương nướng sa tế. Rồi ngoài ra sẽ có nấm nướng sa tế, khoai nè các bạn không. Rồi ngoài ra sẽ có thêm salad hoặc là rau thơm mình ăn chung các bạn nha. Đó, mình đã chuẩn bị thêm một dĩa sốt sa tế mình đã nấu và sẵn các bạn, có thể chấm ăn chung ha, để muốn tăng thêm cái độ cay nè, độ thơm nữa các bạn, nó rất tuyệt vời nha. Món này các bạn có thể ăn kèm với các loại bánh mì hoặc là trong những cái buổi tiệc party các bạn ăn với uống bia uống đủ rất là tốt các bạn nha, rất thơm và ngon luôn các bạn. Rồi các bạn còn chơi gì mà không là bếp nè, hẹn các nhà ở những clip sau nha, bye bye.